dính giữa rồi ngay cái giữa nhân mạng đó. Rồi mu miếng che mắt bên trái ra thì mắt phải nó vẫn đứng yên, nó không có nhúc nhích, còn mắt bên trái nó lên ra bên ngoài đó. Rồi sau đó chúng ta che con mắt bên phải lại, con mắt bây giờ đứng yên á, che mắt nó lại thì cái mắt ở bên trái hồi nãy giờ đang tư thế thế là ở bên ngoài, là ở bên ngoài đúng chưa, thì nó chạy vô luôn nhưng mà bằng định vị phía trước ha. Rồi buông cái miếng che mắt bên phải ra thì con mắt bên trái chạy tầm ra bên ngoài lại chưa, thì chứng tỏ là mắt bên trái nó bị lé ngoài, gọi là lé một mắt, được chưa? Rồi bây giờ nhìn trong hình này, nhìn trên mắt trái nó ánh phản quang nằm ngay giữa giác mạc, còn mắt bên phải thì ánh phản quang nằm ở đâu? Nằm ở phía ngoài, tức là mắt nó lệch trung tâm ha, nằm ở ngay khoảng gần cái bầu đồng tử này, cứ tưởng tượng gì ha. Rồi bây giờ che mắt phải lại, mắt trái thì bên phía tim không nhúc nhích gì hết. Rồi bỏ miếng che ra thì mắt bên trái bây giờ nó bên phía tim không nhúc nhích gì hết, bên phải nó nằm ở đâu? Nằm ở lệch vào trong, lệch vào trong, cho nên ánh phản quang nằm lệch ra ngoài. Rồi thì che cái mắt bên trái lại mắt bình thường bây giờ đó, thì con mắt ở bên phải tự động nó chuyển động từ bên trong, nó chuyển động ra để nhìn vào mặt định thị, đúng chưa? Anh không quan tâm giữa. Rồi bỏ cái che ra thì con mắt bên này chạm trong, bỏ cái che ra thì mắt bên trái nó vẫn đứng yên, tại vì nó có lẽ trong khi cái mắt bên phải nó lại chạy tọc cho vô và kết luận mắt phải để trong. Đánh được chưa? Rồi, đánh tiếp. Nãy giờ giới thiệu lé một mắt, lé trong, lé ngoài, bây giờ lé kiểu khác. Trên hình này, mắt phải là bình thường, ánh phản quang nằm giữa giác mạc. Mắt trái, ánh phản quang, nó lệch ra bên ngoài, nghĩa là trục tri giác nó lệch vào trong, đúng chưa? Bây giờ che mắt bên phải lại, thì con mắt này từ ở vị trí là lệch vào trong, nó sẽ đi ra định thị, nhìn vào phần định thị phía trước, nó ngay trục tri giác nó ngay vào phần định thị ha. Rồi bỏ miếng che ra thì sao? Thấy con mắt trái, xin lỗi, thấy mắt phải nó lấy trong. Hồi nãy chúng ta thấy mắt trái lấy trong, đúng chưa? Rồi bây giờ biến thành mắt phải lấy trong, đúng chưa? Vậy ta che con mắt bên trái lại, che mắt bên trái lại thì mắt bên phải là sao? Nó chạy, chạy ra thẳng, nhìn thẳng vào mặt định thị phía trước, bỏ miếng che mắt trái ra thì mắt bên trái là vô trọng, mắt phải là bình thường. Hình này nói lên cái gì? Lúc đầu là mắt bên trái nó lấy trong, sau khi che mắt bỏ miếng che, sau khi che mắt phải bỏ miếng che mắt phải ra thì mắt bên phải lấy trong, sau khi che mắt trái bỏ ra thì mắt trái lại lấy trong. Hình này giới thiệu hai mắt lé trong luân phiên, khi thì mắt trái lé trong, khi thì mắt phải lé trong, luân phiên nhau lé, luân phiên nhau giữ vai trò chủ đạo. Nắm được chưa? Xin ví dụ nữa đi. Khi hai mắt nhìn ra đi xuống trước mặt đó. Rồi bây giờ mắt bên trái đang lệch ra ngoài, đây mắt bên phải hướng vào chai nước suối, hướng vào phần định thị, còn mắt bên trái luôn là ra bên ngoài, chứng tỏ mắt trái đang bị lé ngoài, đúng chưa? Cứ che mắt phải lại thì tự động mắt trái sẽ trả, sẽ đồng đầy nhúc nhích từ bên ngoài di chuyển vào trong phần định thị, đúng chưa? Rồi bây giờ tôi buông miếng che ra thì cái mắt bên phải lệch ra bên ngoài, hồi nãy nó có lệch, bây giờ nó lệch, nắm được chưa? Rồi tôi che mắt bên trái lại, che mắt trái lại thì mắt bên phải trục thị giác sẽ di chuyển, sẽ trả, sẽ động đậy hướng vào một định vị phía trước là tay nó xuống,
và khi buông cái miếng che mắt bên trái ra thì mắt bên trái lệch ra bên ngoài. Như vậy hồi nãy đầu tiên là mắt trái nằm ở ngoài, sau khi che mắt trái thì mắt phải nó ngay lại và buông này ra thì chạy ra đây chạy qua chạy lại, tức là hai mắt thay phiên nhau lé, ta gọi là lé luân phiên. Khi thì mắt thì lé, khi thì mắt kia lé. Rồi về suy nghĩ tiếp đi. Hình kế tiếp cũng khác nữa. Hình gì? Con mắt trái bên phải là bình thường nha. Cái cái anh thân qua đường kính giác mặt. Con mắt bên trái nó lệch vào trong và nó chạy lên trên trên, tức là lé trong và kèm đứng ở phía trên, đứng trên. Rồi che mắt bên trái lại, mắt phải vẫn đứng yên không nhúc nhích gì hết nha. Bỏ cái che ra thì mắt bên trái nó vẫn tư thế là lệch vào trong và lên trên nha. Rồi che mắt bên phải, mắt nó giờ bình thường đó, che lại bình thường hết trơn, đúng chưa? Che lại thì cái con bên trái này nó sẽ chạy như thế nào? Nó đang ở trong và trên thế này nha, thì nó sẽ chạy ra ngoài và nó chạy ra ngoài và xuống dưới, gọi là xoay, thì nó trở lại bình thường. Bình thường nó định hình phía trước, bên đây nó che rồi, rồi bỏ miếng che này ra thì mắt bên phải nó vẫn đứng yên, và mắt bên trái lại chạy vào bên trong và tọt lên trên lại theo cái vị trí ban đầu của nó. Ta gọi là mắt trái lé trong đứng trên, tức là kèm cũng có đứng. Chắc rồi hả? Bây giờ chúng ta nói về khám thị giác hai mắt, chúng ta có mấy phương pháp này thì nói chung nó trình bày nó biết thôi, mang về tham khảo đi. Khám bằng kính có vạch của Pasolini, xin lỗi mấy này xưa rồi. Rồi mang về xem tham khảo trong cái bài này, cậu trình bày nó mất gì giờ. Nói chung là quan sát cái chữ X là chữ X đó, chéo và điểm sáng, chứng tỏ là trung hòa. Trung hòa hình thứ gì là nói đến hiện tượng trung hòa. Hiện tượng trung hòa là hiện tượng đấu tranh chống song thị mang tính chất tiêu cực. Ta nói rồi, ta nhìn không thấy song thị là vì thấy một hình thôi. Còn nghiệm pháp so đế mắt để xác định tương ứng một mặt của Cooper, hậu ảnh thế riêng. Chúng ta về chúng ta xem, chúng ta nói về cái khám mắt bằng cái siroscopor là cái máy để khám lén. Khám này cái máy siroscopor nhằm mục đích là gì? Nghiên cứu sự tương quan của từng điểm trong võng mạc của mắt lé so với hoàn điểm của mắt trực thị, giúp đo độ lé khách quan và độ lé chủ quan, giúp đo biên độ hợp thị, giúp đánh giá chức năng thị giác hai mắt. Đó là cái đặc điểm của máy siroscopor. Đây là máy siroscopor. Hình này giống anh Tuyền không phải? Nhiều mắt trái lé cầm 20 độ, nhìn hình vuông để đúng của độ lé khách quan thì 20 độ, mắt phải định thị vân vân. Thì trong này nó có những cái gọi là tay cầm dặn. Ví dụ như lúc đầu mắt phải nó cố định vào một điểm, và sau đó bắt đầu người bệnh sẽ chỉnh cái tay cầm cho con mắt bên di chuyển cái mắt, để cho con mắt bên trái di chuyển thấy vào cái điểm cái gì thì em biết thôi. Khi nào em nào đi chuyên sâu hoặc làm đề tài gì về đấy em sẽ xem kỹ hơn để giới thiệu quá không biết gì đâu. Thì đặc điểm máy siroscopor là gì? Nó có ba cái phiên bản này, chúng ta xem cái này chúng ta cần biết. Phiên bản thứ nhất giới thiệu gì? Đây là con hổ một cọp gì đó, đây là con chuột thú. Thì cái người nhìn vào cái máy siroscopor này, mỗi một cái một cái tiêu bản bên đây ra sẽ bên phải là để cái nhìn mình con cọp, bên trái là con chuột thú. Cái người nào có hợp thị tốt thì nhìn qua hai tiêu bản thì thấy cái con cọp thì nằm trong cái lồng này, đúng không? Là đây là con thỏ nằm cái bông mà nó có đuôi, đúng chưa? Còn con thỏ bên đây nó có đuôi mà không có cái bông, đúng chưa? Thì người nào mà có hợp thị tốt thì sao? Thì nhìn vào đó thấy con thỏ
đầy đủ, vừa có phong vừa có đuôi, bọn người làm bằng thiện không tốt thì nhìn vào thấy có đuôi thì có phong, có phong có đuôi gì đó, tùy theo mắt làm một đạo không. Cái này giới thiệu chúng ta khám về cảm giác hình nội, chúng ta nhìn vào đây thấy cái giếng sâu và không gian ba chiều có đầy đủ. Người nào mà có được cái phù thị chắc phủ với thầy biết gọi là phù phù thị. Người nào có cái chiều phù thị này thì hoặc là cảm giác hình nổi rất tốt thì mổ cường không bao giờ cũng có sao, không có không gian ba chiều, không có cảm giác hình nổi chọc cái kim họ cũng có thằng bấm chắc luôn. Đó, cái điều như vậy đó, còn thỏ, còn phong, còn thỏ, không cho phong, không có đuôi, cái phong tay phong được lại. Bây giờ mặt Phật thì tốt, nhìn vào cái Sinopopo với hai cái tiêu bản riêng này, thì thấy có cái phong thỏ nguyên vẹn, vừa có phong vừa có đuôi. Giới thiệu với em. Rồi, là biết gì thôi. Đó, đánh giá cái năng thị giác hai mắt. Đồng thị, mỗi mắt nhìn vào một tiêu bản khác nhau, công hộ có thể đồng cú, rồi tự bên chân điều chỉnh tay cầm, đến khi làm hai hình này chồng với nhau, chồng với nhau. Thì bệnh nhân Phật thì tốt, thì con thỏ cầm bông. Sau khi điều chỉnh thầy đấy, con thỏ cầm bông một cái đuôi đầy đủ. Còn nhìn hình nổi, thì nhìn mỗi mắt một tiêu bản tương tự. Tự tay chỉnh đến khi nào mà thấy được những cái vòng tròn nổi gồ lên. Thứ nhì, chúng ta khám về thị giác hình nổi. Một trong, xin lỗi cái phần kế tiếp. Thì cái nghiệm pháp đơn giản nhất là dùng hai cái bút chì. Bây giờ bệnh nhân cầm cây, thầy thuốc cầm cây. Thì bệnh nhân cầm bút chì theo chiều thẳng đứng, đầu bằng quay xuống dưới. Giả sử đây là đầu bằng quay xuống dưới. Thầy thuốc chúng ta cầm cái bút chì đầu bằng quay lên trên. Bây giờ biểu chắc vô, cầm vô sát vô vậy là cái sự thị giác hình nổi nó tốt. Còn nó không trọt từ đây mà nó trọt trọt qua xung quanh hình nổi nó có. Thì cũng giống như mà mấy người có một mắt học tin về em che mắt em lại, em đi xuống bậc thềm rất dễ bị té. Là một, cầm cái ly nước trà một thì lực một mắt đó em, cầm cái ly nước trà rót vô, cầm cái này rót vô là chuyện trọng tài. Những người có thị giác một mắt thì tốt nhất khuyên người ta muốn uống nước trà bỏ cái ly xuống bàn rót vô, lỡ ướt thì lau bàn còn hơn không ta ha, chắc chắn là như vậy. Trong cái thử về cái cảm giác hình nội, cái đơn giản nhất là nghiệm pháp trong hình. Hình như bên độ thần kinh nó khó nghiệm pháp này, phải đánh giá cái chuyện não là cái gì tôi nhớ mạnh mẽ. Rồi, nhưng mà nghiệm pháp nó nói vậy thì mang tính chất đơn giản quá. Thì ở trong cái khám lẽ nó có một cái nghiệm pháp khám về cảm giác hình nội, một cái pháp, một cái gọi là phương pháp khám khoa học hơn, gọi là nghiệm pháp rùi vai. Rùi vai đây tôi mới mượn khoa lẽ xuống em xem, đây là bộ rùi đây có những vòng tròn nổi gồm đó. Cái người bình thường á ngang không có kính nữa, không có kính này là trồng mua la rồi gọi là trồng đá không được luôn thì mới có thấy được mang vô. Mình thấy cạnh con ruồi đó nhất phủ lên trên miếng giấy nè để cho đứa trẻ nói bóc tới cánh các bạn xem, mà nó nắm được cái cánh dở dở là cái tưởng tượng dở dở. Còn cái đứa nào mà cái thì giác hai mắt không có hay cảm giác hình nổi không có thì cái cánh nó nhìn vào thấy cái cánh, nhưng cái cánh nó nằm trong cái cuốn này nó không có nhiều cao quá. Đây là mỗi một hình này nó bốn cái vòng tròn, thì theo cái mức độ thì giác hai mắt nó tốt hay là nó xấu. Ví dụ cái hình đầu tiên trong này em thấy một cái vòng tròn, bốn vòng tròn nhỏ này nó có một vòng tròn nhô cao lên. Rồi còn cái hình thứ hai vòng tròn thấp hơn chút, hình thứ ba vòng tròn thấp hơn chút. Nó đánh giá về cái chức năng thị giác hay cảm giác hình nổi của người bệnh. Rồi mấy em xem đi cho xem mang này vô cái này, hoặc bốn con thuốc này cũng vậy, năm con thuốc thì con nhô cao con thấy con lùi chưa, con lùi chưa, dơ cánh chưa, này vô là thấy này vô cao đúng chưa, chắc kính gương mà đều này cũng là con nào vô cao cũng như này đó chưa mấy bạn xem.
Dạ, 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 phương pháp học là gì? Là để điều chỉnh tình trạng. Thì đó phương pháp này là gì? Là xác định tình trạng khúc xạ của người bệnh để nâng, để điều chỉnh kính làm cho bệnh nhân tăng được thị lực tối đa. Thị lực tăng như vậy thì nó sẽ phòng ngừa được trường thị, đặc biệt là trường hợp bất đồng khúc xạ giữa hai mắt. Bất đồng khúc xạ là hai mắt lệch với nhau từ 3 độ trở lên thì gọi là bất đồng khúc xạ. Ví dụ bên đây cận 1 độ, bên đây cận 5 độ thì hai mắt lệch với nhau 4 độ. Phương pháp hồi nãy chúng ta vừa nói sơ qua gì? Phương pháp quang học. Phương pháp thứ nhì là phương pháp chỉnh quang, là giúp quá trình điều trị nhược thị và phục hồi chức năng thị giác và khả năng định thị mắt lé. Lúc đầu là định thị cạnh trung tâm, sau đó từ từ nó trở thành định thị trung tâm. Phương pháp chỉnh quang giúp mắt luyện tập chức năng hợp thị và quy tụ hai mặt. Phương pháp đầu tiên chúng ta có là phương pháp quang học, là chúng ta xác định người bệnh trẻ em có bị cận khúc xạ hay không, chúng ta cho bán kính và chỉnh quang. Trong quá trình bán kính như vậy, thường người ta cho tập luyện thì những cái đứa trẻ nó bị lé ngoài thì cái trục thị giác lệch thế này, nó có một cái phương pháp tập gọi là tập quy tụ. Mấy em nhìn vào mắt tôi, ví dụ nhìn vào vật định thị phía trước, mấy hai mắt bình thường đúng chưa? Bây giờ tôi để cái vật này giữa sống mũi và xa xa khoảng gần một cái sải tay vậy, di chuyển vật này vô, thấy hai mắt tôi làm sao? Nó trâu vô đúng chưa? Nó trâu vô, hai mắt nó trâu tối đa vô. Tới lúc đầu hai mắt nó muốn chạy bật ra thì dừng lại, gọi là tập quy tụ. Tập ngày hai lần, mỗi lần khoảng 5 phút. Thì phương pháp tập quy tụ như vậy cho những cái người bị lé ngoài. Còn những cái đứa, những các cháu bị lé trong thì thường người ta tập cho bệnh nhân liếc ra bên ngoài. Ví dụ mắt nó đang lợn vô trong thì tập cho nó liếc sang phải, sang trái. Ví dụ mỗi lần đưa đồ chơi, thức ăn cho các cháu thì kêu các cháu giống như giỡn vậy, cho bệnh nhân liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại, tập dài dòng như vậy. Còn phương pháp phẫu thuật, mục đích phẫu thuật là điều chỉnh lại trục thị giác bị lệch và trả lại chút thẩm mỹ. Mổ để cho mắt nó hết lé thôi và để mắt thẩm mỹ hơn, nhưng nó không có giải quyết được vấn đề mắt nó sáng hơn hay là mờ hơn, chỉ như mắt nó ngay là đẹp thôi, mắt ngay chưa chắc là tốt. Ở bên lên ngang thì người ta mổ điều chỉnh cơ thẳng trong và thẳng ngoài, tức là cơ thẳng ngang. Với lẽ đứng thì có thể là mổ cơ thẳng đứng, thẳng trên, thẳng dưới, hoặc chéo lớn, chéo bé. Chúng ta có những phương pháp nên phẫu thuật tiến hành trước, chuẩn bị cho phương pháp chỉnh quang. Nếu độ lé lớn cản trở phương pháp chỉnh quang là mổ trước. Còn phẫu thuật có thể tiến hành sau chỉnh quang để hoàn chỉnh phương pháp chỉnh quang. Tức là tập luyện mắt trước một thời gian rồi mới mổ. Cũng có thể mổ trước rồi tập luyện mắt sau cũng được, tùy theo hình thái lấy nhiều lớn ảnh hưởng đến mắt như thế nào. Trong cái điều trị lé, mục đích của nó rất rõ nha: phục hồi chức năng thị giác hai mắt và phục hồi tính thẩm mỹ. Nếu điều trị lé xong rồi mắt hai mắt nó ngay lại, nó hết lé thì chưa chắc là tốt, phải xem lại cái chức năng thị giác của nó có phát triển đồng đều hay chưa. Quy tắc điều trị hết là trục thị giác thì chỉ mang cái vấn đề thẩm mỹ mà thôi. Muốn đảm bảo đạt được hai mục đích là vừa phục hồi về chức năng thị giác, vừa phục hồi tính thẩm mỹ thì nên điều trị sớm, đặc biệt những đứa trẻ dưới 5 tuổi. Còn nếu những người lớn thì điều trị mang tính chất thẩm mỹ hết lé thôi, không có nhìn thấy. Điều trị sớm là điều trị trong giai đoạn phát triển về chức năng thị giác hai mắt là tốt nhất, nghĩa là điều trị đứa trẻ trước 5 tuổi. Vì cái chức năng thị giác phát triển rất là dữ dội ở đứa trẻ mới sinh đến 5 tuổi, 5 năm đầu cuộc sống
chức năng thị giác hai mắt phát triển như gọi là vũ bão. Nếu mà không phát hiện sớm kịp thời thì điều trị rất khó. Trong quá trình điều trị phải có sự kiên trì giữa thầy thuốc và bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân. Ba má đứa trẻ phải hiểu biết được mục đích điều trị này nên là cái gì. Cháu đặc biệt nhược thị về che mắt cho nó, về không chịu hợp tác tại chỗ chúng ta, không chịu che mắt thì không thể nào điều trị. Tốt nhất là nên phối hợp vừa điều trị về phục xạ chỉnh quang và cả phẫu thuật. Nói về phẫu thuật lét cơ năng thì phương pháp phẫu thuật chúng ta có phương pháp làm yếu cơ, phương pháp làm mạnh cơ, làm cơ nó mạnh hơn. Thì làm yếu cơ gì? Cắt cân cơ. Thì đối với cơ chéo lớn, chéo bé và cơ cắt cơ thẳng, nghĩa là với 6 cơ bộ nhạy chúng ta có thể làm được cái cắt cân cơ. Hoặc cắt rìa cơ thì chỉ sử dụng được cơ chéo lớn mà thôi. Làm yếu cơ, ngoài vấn đề cắt cơ, cắt rìa cơ, còn có lùi chỗ bám của cơ. Tức là chúng ta tách nguyên cái cơ vận nhãn nó ra, thay vì bám ở phía này, tách cơ này rời hẳn ra luôn, chúng ta sẽ mai lại bám đằng sau và đằng trước thì nó tùy tùy theo cái lẽ. Thì đối với cơ thăng trong, lùi không quá 5mm ở người lớn và trẻ em không quá 4mm. Còn cơ thẳng ngoài không lùi quá 6-7mm, cơ thẳng trên thẳng dưới lùi không quá 3mm. Lùi cơ còn áp dụng cho cả cơ chéo bé khi nó hoạt động quá kém. Lùi cơ nhớ không áp dụng cho cơ chéo lớn. Làm mạnh cơ chúng ta có những phương pháp khâu gấp cơ, cắt ngắn cơ, tức là cơ tách rồi chúng ta khâu cắt lại, hoặc là tách cái cơ nó hẳn ra khỏi cái bám, chúng ta cắt cắt một phần cơ tùy theo cái lấy trong lấy ngoài và cắt nhiều cắt ít. Cắt ngắn cơ thì đối với cơ thẳng trong ở người trưởng thành thì tối đa là 8-10 ly, còn trẻ em tối đa là 6 ly thôi. Cơ thẳng ngoài thì người trưởng thành tối đa là 10-12 mm, trẻ em tối đa là 8 mm. Cơ thẳng trên và thẳng dưới tối đa là 4-5 mm. Còn dời chỗ bám của cơ ra phía trước thì có thể thực hiện đối với cơ thẳng trên, thẳng ngoài, thẳng trong và thẳng dưới. Đây, cái nguyên tắc là quan trọng đây. Thực sự, một lé, ví dụ một cái lé trong 15 độ, không có công thức nhất định phải lùi bao nhiêu, rút bao nhiêu. Không. Thực sự đến ngày nay, thường theo kinh nghiệm thôi. Nhưng mà cái phần này, cái bài là nguyên tắc này là của thầy Hậu. Hậu là cái tắc lé, ở thời kỳ và có lé, mình mắt này chưa phát triển. Thầy là bên bệnh viện nhân dân gia đình, là cái công thức của thầy ông đề ra, cái sách vở nó có đi đâu chứ, nhưng mà tôi thấy nó vẫn phù hợp, vẫn phù hợp với lắm đến ngày nay như vậy. Theo thầy ông đó là lùi cơ thẳng 1mm là giải quyết người 1.5-2 độ lé, lùi 1mm. Rút ngắn cơ thẳng 1mm là giải quyết được 1 độ lé. Vừa lùi cơ thẳng, vừa rút ngắn cơ thẳng thì tăng thêm 20% hiệu quả. Rồi, hiện nay cũng không có công thức nhất định mà chúng ta áp dụng. Còn nếu mấy em chưa, mấy em làm rồi không cần học mổ qua cái gì đó, qua lé, học được công thức lé, mấy em có thể về làm áp dụng thêm công thức này đảm bảo đấy. Thực sự đến ngày nay nó vẫn còn khó. Ví dụ một, lùi cơ thẳng 5mm là giải quyết được bao nhiêu độ lé? Lùi cơ thẳng, chúng ta biết đây, lùi cơ thẳng là giải quyết được một, là cứ lùi cơ 1mm là giải quyết được 1.5-2 độ lé, đúng chưa? Rồi, như vậy lùi cơ thẳng 5mm là giải quyết được 7.5-10 độ lé, đúng chưa? Rồi, rút ngắn cơ thẳng 1mm là giải quyết được 1 độ lé. Như vậy rút ngắn
cơ nặng 5mm là giải quyết được 5 độ lé. Đúng chưa? Lùi cơ giải quyết được 1 độ rưỡi đến 2 độ lé. Rút ngắn cơ giải quyết được 1 độ lé. Đó là cơ nặng. Như vậy, vừa lùi cơ thẳng trong 5mm kết hợp với rút ngắn cơ thẳng ngoài 5mm là giải quyết được bao nhiêu độ lé? Lùi cơ thẳng trong 5mm, rút ngắn cơ thẳng trong 5mm là chúng ta giải quyết được bao nhiêu độ lé? Hồi nãy nó nói rồi, lùi cơ thẳng trong 5mm là giải quyết được 10 độ lé, rút ngắn cơ thẳng 5mm nữa là 5 nữa là 15. 15 độ lé. Vậy thì 30% để đâu ra? Là anh đem hiệu quả 20% của 15 độ này là 3 độ lé. Như vậy, vừa lùi cơ thẳng 5mm, vừa rút ngắn cơ thẳng 5mm là chúng ta giải quyết được 18 độ lé. Câu này rất là hay, thậm chí nếu em nào về làm về lẽ thì người ta khuyên khi mổ lé lúc đầu nên mổ từng cơ, sau đó rút kinh nghiệm phẫu thuật lần hai không nên mổ lúc hai cơ. Đó là những người bắt đầu vào nghề mổ lé. Khi mổ hai cơ trên cùng mắt, ý nghĩa gì? Nếu tức là khi mổ hai cơ trên cùng mắt thì cái chúng ta làm cái gì trước? Lùi trước, rút sau. Nhớ, này giống như khẩu quyết chúng ta nhá. Lùi cơ trước, rút theo cơ sau. Lé trong, ta khuyên không nên mổ hết được lé. Nghĩa là mổ xong vẫn còn chút xíu lé trong. Thấy chưa? Lé ngoài nên mổ hơn độ lé biểu hiện một chút. Ví dụ như lé ngoài 15 độ chúng ta để mổ ước chừng rút ngắn lùi làm sao thành nó được 17 độ. Như vậy mổ hơn chút xíu, sau mổ mắt bên này trở nên cái lé trong chút rồi tự động nó sẽ ngay trở lại lé trong 20 độ, chỉ cần một tuần 18 độ là được, mổ hơi non. Còn lé ngoài ví dụ 30 độ có thể mổ khoảng 32 độ hay gì đó hơn chút. Tức là sau mổ lé trong hay là lé ngoài đi nữa, còn chút xíu lé trong là tốt nhất. Và tự động từ từ nó sẽ điều lại. Cái hình này là trong cái phát độ này là trong cái cuốn phẫu thuật thực hành mắt gì đó. Rồi, phần trình bày tôi tới đây là hết. Muốn buổi học lé không biết gì hết. Thì trên lâm sàng chúng ta khám lé khám cái gì? Buổi hôm nay chúng ta nói về cái khám lé, mấy em cũng chưa hình dung được khám bắt đầu từ đâu và chúng ta khám cái gì trên lâm sàng luôn, đảm bảo em luôn. Ví dụ là một bệnh nhân vào khám lé với chúng ta khám cái gì trước, làm gì trước, trong trong bốn bộ không biết đâu. Thực tế lâm sàng đầu tiên chúng ta làm thì khám thị lực và kinh, vô đo thị lực trước đó xem nó được 10/10 không. Và thị lực chưa được 10/10 đang đi đo kinh cho chúng rồi một gì thị lực kinh gì thứ gì chúng ta làm COVID test. COVID test ở cái khoảng cách, ở cái thị giác nhìn gần và thị giác nhìn xa là khoảng 40cm hay là 50cm thì cũng được, nhìn xa là vô cực. Ví dụ như vậy bây giờ thầy có lại chuyện có đèn pin hay là có đèn pin tôi mới nhìn nghề mắt phải đèn pin thứ gì
Rồi, cảm ơn. Đó, anh này quay cho mượn thế rồi, quay mặt qua, mặt người đẹp trai qua đây. Ví dụ bây giờ khám thì được kiếm rồi, khám cái Cumulus thì cần khoảng 40cm, 40-50 gì đó này đó chứ. Chiếu đèn, một tay cầm cái vật định thị, tay thì kẹp luôn cái đèn. Nhưng mà cái đèn này đừng có chiếu gì nó trống, nó la, nó có chịu, nó chiếu khoảng cái càm mà nó ngừng tự động nó hắt lên, đâu có chiếu vô mặt không được. Chiếu vô mặt cái càm rồi hắt ánh lên, thấy chưa, ánh bao quanh giáp mặt thấy chưa, rất là rõ, mắt nó đẹp rồi, rồi thấy chưa. Và chúng ta dùng cái miếng che mắt, không có thì dùng bàn tay che được mắt, mắt trái người bên chân vẫn nhìn vô đây, nhìn vào đây thì che rồi, che đây, che mắt phải, che mắt trái, phải trái phải rồi, xem động tác trái có hay không, là cái thị giác nhìn gần theo cái che khám ở thị giác nhìn gần khoảng cách 40-50 cm, không có động tác trả, không có hiện tượng động này của nhãn cầu. Chúng ta tiếp tục cho người bệnh nhìn xa xa xuống phía kia là vô cực, khoảng 5-6 mét bình thường thì một tay của chúng ta vẫn chiếu cái đèn, không có mắt tưởng chúng ta thắng, tay còn lại chúng ta tiếp tục nghe che mặt bên trái quan sát, che phải quan sát trái, che qua che lại, che tất cả có hay không. Rồi, cảm ơn. Mất tuần. Lại chồng nè. Rồi, bây giờ cái động tác này mua đét giúp chúng ta quan sát cái động tác trả hay là động tác cầm đẩy nhân cầu có hay không, quan sát nó lại có không? Có thì có, phải nó có lẽ. Rồi, xem cái hướng trả, hướng cầm đẩy nhân cầu là hướng nào, từ bên ngoài vô và từ bên trong ra. Nếu từ bên ngoài vô chứng tỏ là lẽ ngoài, nếu hướng trả từ bên trong ra là lẽ trong. Hướng trả, hướng của động tác lạ, động tác động đậy gì cũng được ha. Hướng trả từ bên trong ra ngoài vô, hướng lẽ trong lẽ ngoài. Rồi, chúng ta kết hợp động tác của bộ test này với gì nữa, vừa che mắt vừa chiếu đèn, vừa làm gì nữa em, vừa cố gắng cái hả phản xạ mặt tử, phải đánh giá cái độ lé đó luôn, ta quan sát đánh giá cái độ lé bao nhiêu độ, đánh giá độ lé tức là chúng ta che mắt nè, rồi làm cái bộ test này chúng ta kết hợp với Cumulus là nghiệm pháp che mắt, còn kia là ước lượng độ lé bằng ảnh phản quang trên giác mạc, đúng chưa? Thì lúc khám thì chúng ta thì vừa nhìn vào vật định thị, vừa kẹp tay cái đèn chúng ta nằm đây rồi, kẹp cái đèn pin đó, kẹp cái đèn pin vô đó. Thì nhìn ảnh phản quang là chúng ta đánh giá được cái độ lé bao nhiêu độ, 7 độ, 10 độ hay là 10.